Thưa quý vị, liên quan đến vụ lộ đề thi sinh học trong kỳ thi Trung học Phổ thông năm 2021, thì Cơ quan An ninh Điều tra và Bộ Công an vừa mới có văn bản để kiến nghị Bộ Dục Đào tạo có những biện pháp khắc phục những sơ hở và thiếu sót trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi Trung học Phổ thông quốc gia năm nay. Cụ thể, qua những sự vụ cụ thể thì Bộ Công an cho biết việc chỉnh sửa phần mềm làm mất tính năng rút ngẫu nhiên của phần mềm, sau đó được sử dụng để hỗ trợ công tác ra đề thi trong khu vực cách ly là không đảm bảo quy định tạo sơ hở cho những kẻ xấu lợi dụng. Và bên cạnh đó, thì việc Bộ Dục Đào tạo phân công các thầy cô giáo vừa làm công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi, vừa tham gia công tác ra đề thi là chưa khách quan và dễ dẫn đến việc lộ lọt thông tin, tài liệu liên quan đến các câu hỏi. Và để khắc phục những sơ hở thiếu sót và tồn tại nêu trên, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân đã chỉ đạo thực hiện chỉnh sửa phần mềm, dẫn đến phần mềm sử dụng trong hội đồng ra đề thi từ năm 2019 đến năm 2021 không đảm bảo nguyên tắc ngẫu nhiên vi phạm quy chế thi. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo kịp thời có biện pháp ngăn chặn khắc phục ngay những sơ hở thiếu sót trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi và ra đề thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để đảm bảo khách quan chặt chẽ và đúng quy định